Chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với Kinh tế và Cuộc sống trong buổi sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020. Nhiều câu hỏi được đặt ra với anh chị và các bạn để nói về câu chuyện của vàng trong những ngày gần đây. Thì có nhiều anh chị và các bạn hỏi với Thắng rằng là liệu thì tại sao mà người Mỹ và một số người châu Âu thì không có mặn mà với vàng cho lắm, hay có thể nói rằng là họ không thực sự thích vàng. Nếu đưa một đồng đô la và một cái gọi là một cái lượng vàng tương đương với 100 đô la Mỹ thì người ta sẽ chọn đồng đô thay vì là chọn vàng. Và hỏi những người hiện nay đang sinh sống tại Mỹ và Âu về cái câu chuyện đó là tại sao người ta không mấy khi tích trữ vàng trong nhà, mà chỉ có dân châu Á và người Ấn Độ là một trong những cái quốc gia, những cái nước mà đang sử dụng và tích trữ rất là nhiều vàng. Thì buổi sáng ngày hôm nay đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê tại khu Lakeview, thì Thắng sẽ trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn xoay quanh cái chủ đề này. Liệu có cái câu chuyện đó là tịch thu xung công vàng và đánh thuế cao với các cái lợi nhuận từ vàng khiến cho cái câu chuyện của vàng nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với những gì mà anh chị và các bạn hiện nay đang biết. Thì đầu tiên thì Thắng mới phải trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn là cách đây đã lâu lắm rồi, từ những năm 1930, 35, 40 gì đấy, Thắng không nhớ chính xác là cái khoảng thời gian nào. Nhưng mà trong lịch sử phát triển kinh tế của Mỹ thì đã có một cái giai đoạn là nền kinh tế Mỹ đã bị một cái tình trạng, tức là những cái khoản gửi vàng của người Anh thì họ đòi vàng, tức là họ muốn người Mỹ chuyển vàng về nước Anh chứ không muốn tích trữ tại Anh. Do đó nó xảy ra một cái tình trạng đó là cái lượng vàng dự trữ trong ngân hàng của Mỹ thì bị thiếu hụt. Và nghe đâu thì giai đoạn đó thì có một cái câu chuyện, đó chính là chính phủ Mỹ đã ban hành một cái lệnh, đó là lệnh tịch thu vàng, hoặc là thu mua bằng một cái mức giá 35 đô la Mỹ trong một khoảng thời gian. Nếu sau khoảng thời gian đó mà mọi người không chịu bán vàng lại cho chính phủ thì coi như là tàng trữ tích trữ vàng trong nhà là vi phạm pháp luật. Và thông thường cái chuyện này nó thường chỉ xảy ra khi mà các cái cuộc khủng hoảng lớn trong hệ thống tiền tệ, chính phủ Mỹ có các cái phương tiện để tịch thu xung công vàng hoặc đánh thuế cao các khoản lợi nhuận từ vàng, hoặc thực hiện cả hai cái biện pháp này. Nếu mà bạn không phải là công dân Mỹ thì cái quyền mà tài phán của Mỹ sẽ ít ảnh hưởng lên. Mặc dù cái chuyện này nó là một chuyện duy nhất, độc nhất lâu lắm rồi, thực sự là có thể nói là rất là lâu rồi. Mà đến ngày hôm nay thì nhiều quốc gia trên thế giới chưa có quốc gia nào thực hiện cái việc này. Nhưng chúng ta lặp lại, đọc lại cái lịch sử để anh chị và các bạn để biết, và chúng ta cùng nhau biết rằng là có cái câu chuyện này chứ không phải không có. Tức là nguy cơ là một số quốc gia khi mà kiểm soát vàng, họ hoàn toàn có thể làm cái câu chuyện đó chính là tịch thu và xung công vàng, hoặc là tìm một cái giải pháp đó là đánh thuế thật là cao vào cái lợi nhuận mà thu được từ cái việc mà tăng giảm của giá vàng. Điều đó nó sẽ khiến cho cái câu chuyện đầu cơ tích trữ vàng nó giảm và ổn định cái nền kinh tế vĩ mô. Chắc chắn là chuyện này là nếu như với cái câu chuyện mà chúng ta nói trước câu chuyện này thôi, nhưng nếu với câu chuyện những cái dự báo mà Thắng và những một số các cái chuyên gia tài chính trên toàn cầu đã dự báo rằng là giá vàng có thể tăng cao hơn và cao hơn nữa, rất có thể sẽ cán mốc lên tới 4.000 đô, 5.000 đô, 6.000 đô, thậm chí có những cái chuyên gia tài chính của các ngân hàng lớn như HSBC, rồi Citibank, một số ngân hàng lớn, các cái quỹ đầu tư lớn, họ còn có thể dự báo giá vàng lên tới 15.000 đô. Thì nếu cái này nó thành sự thật thì chúng ta sẽ dễ dàng gặp phải những cái tương tự như thế ở các quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển. Lý do là cái nguy cơ vàng hóa nền kinh tế là rất là cao. Mà khi mà nguy cơ vàng hóa nền kinh tế cao thì họ sẽ dùng một số các biện pháp, dùng một số cách thức, một số cái giải pháp để có thể kìm hãm hoặc là giảm bớt cái tốc độ tăng, hoặc là giảm bớt cái việc mà dân chúng gọi là tích trữ đầu cơ vàng, và dẫn đến câu chuyện vàng hóa nền kinh tế. Thì chúng ta nhắc lại câu chuyện này vào những cái năm mà người Mỹ đã
đã sử dụng cái việc đó là yêu cầu người dân phải bán lại vàng cho chính phủ, hoặc nếu không thì bị tịch thu. Đó là vào năm 1933. Sau đây anh chị các bạn là ở đây thì nó có một số bàn cà phê, họ đang nói chuyện và có tiếng trẻ con, nên là anh chị các bạn thông cảm một chút. Chúng ta sẽ nói chuyện âm thanh lớn hơn một tí để anh chị các bạn dễ nghe hơn ha. Rồi, thì cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy được rằng là chỉ trong những cuộc khủng hoảng lớn thì cái chuyện này nó mới xảy ra. Và hiện nay thì liệu có được coi là cuộc khủng hoảng lớn không? Thì Thắng xin trả lời anh chị và các bạn là hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể coi rằng là chúng ta đang trong một cái cuộc khủng hoảng khá là lớn. Cuộc khủng hoảng của chúng ta hiện nay nó là cuộc khủng hoảng kép, nó là cả là cuộc khủng hoảng về dịch bệnh và thiên tai, lại kết hợp với câu chuyện là nền kinh tế bị suy yếu trước đó, đang trong cái cơn bão bệnh thì lại gặp phải thiên tai và dịch bệnh, dẫn đến là kinh tế toàn cầu đang bước vào cái giai đoạn gọi là suy thoái trầm trọng. Có thể hiện nay chúng ta đang nhìn thấy rằng là cái tốc độ suy thoái của kinh tế toàn cầu không quá lớn, chưa bằng với lại suy thoái kinh tế năm 1929, năm 1933. Tuy vậy thì các cái tín hiệu ban đầu phát đi hai quý đầu năm thì các quốc gia trên thế giới đã suy thoái, nếu không muốn nói là đã suy thoái khá là mạnh, được xếp vào được top 3 trong lịch sử suy thoái kinh tế toàn cầu. Và các quốc gia châu Á cũng đã phát đi những cái thông điệp như vậy. Trong số những quốc gia mà chúng ta thường hay để ý tới nhiều đó là Thái Lan, Singapore, thì họ đã phát đi cái thông điệp của câu chuyện suy thoái. Như vậy là chúng ta có thể khẳng định rằng là kinh tế suy thoái thì rõ ràng câu chuyện của vàng thì không cần phải nói thêm, anh chị các bạn biết được rằng là suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh và có nguy cơ của những câu chuyện tức là phức tạp trong cái nền hòa bình của thế giới, thì rõ ràng giá vàng đã tăng cao trong thời gian vừa qua. Tuy vậy thì những cái lo ngại về cái câu chuyện tịch thu, những cái câu chuyện liên quan đến việc là vàng có thể bị tịch thu là bởi vì sao? Chúng ta phải đi quay lại với câu chuyện là trước đây nếu như vàng được các chính phủ, các quốc gia hay là được các nước trên thế giới neo đậu vào đồng đô la Mỹ, tức là thời kỳ trước năm 1970, đó chính là cái thời kỳ bán vị vàng. Thì khi mà cái thời kỳ bán vị vàng thì chúng ta thấy được một cái điều mà rất là quan trọng, mà nó được coi là một cái yếu tố rất là trọng lõi, đó là vàng được coi là tiền và được neo đậu vào tiền, thì người ta không thể câu chuyện là tịch thu tiền của dân chúng được, hay người ta không thể cấm đoán câu chuyện tiêu tiền hoặc chi tiền được. Nhưng mà tại sao bây giờ trên các cái trang web về đầu tư, về các cái vấn đề liên quan đến kinh doanh thì vàng lại được xếp vào cái danh sách đó chính là hàng hóa? Thì câu chuyện hàng hóa hay là tiền thì về bản chất vàng nó vẫn là vàng và giá trị của nó thì vẫn gần như không thay đổi. Nhưng về mặt luật pháp chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta nếu xếp vàng là một loại hàng hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát vàng như một loại hàng hóa. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào đó một cái thông điệp, cái kiểu quy định liên quan đến câu chuyện đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hoặc là chúng ta khi mà biến nó thành hàng hóa như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh thuế lên cái lĩnh vực, cái ngành nghề kinh doanh, đó chính là vàng. Đó là câu chuyện mấu chốt của cái việc đó là chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào mà những cái quy định về luật pháp của các quốc gia trên thế giới, chứ không riêng bất kỳ quốc gia nào, về cái việc đó là vàng có thể bị đánh thuế, có thể bị đánh thuế cao, và thậm chí là có thể yêu cầu là phải bán lại cho chính phủ tịch thu. Thì ước tính có khoảng 6.000 tấn vàng tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York, tại tầng hầm Manhattan trên phố Liberty. Chỉ một phần nhỏ trong số vàng này thuộc về chính phủ, phần lớn các quốc gia nước ngoài và IMF hoàn toàn có thể dễ dàng bị tịch thu bởi Bộ Tài chính Mỹ. Tức là cái số vàng là 6.000 tấn này hiện nay tại cái phố Manhattan thì nó không chỉ của riêng chính phủ Mỹ mà nó của rất nhiều các tổ chức thế giới đang gửi tại đây. Và đặc biệt là trong số đó thì có Quỹ Tiền tệ Thế giới là IMF. Thì nếu như trong cái câu chuyện mà chúng ta nên nhớ một điều rằng là nước Mỹ có những cái lợi thế đặc quyền đặc biệt, và khi mà họ cần dùng đến những cái quyền lợi đặc quyền này thì họ hoàn toàn có thể làm. Chúng ta thấy không, chỉ là cái câu chuyện của Hồng Kông trong những ngày gần đây thôi, 6, 7, 8 hay thậm chí là hàng chục các cái quan chức chính phủ của Hồng Kông đã bị người Mỹ tước đi một số các cái quyền lợi ích hợp pháp của họ liên quan đến các cái thẻ visa và thậm chí là đóng băng tài khoản ở nước ngoài. Thì nếu mà ở một cái phạm trù lớn hơn, mạnh hơn, thì chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể tịch thu tài sản của các cái ngân hàng quốc tế đóng tại nước Mỹ và một số quốc gia mà chịu ảnh hưởng của
của Mỹ. Thì trong số đó thì có một cái thứ mà chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể tước đi cái quyền lợi hợp pháp của các quốc gia khác, đó chính là tịch thu vàng tại các cái kho trữ vàng tại Mỹ. Thì số lượng mà các cái kho trữ vàng tại Mỹ của một số quốc gia khác mà đang có nhiều cái biến động về chính trị đang gửi tại Mỹ, cũng như là Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF và một số các cái ngân hàng lớn trên thế giới có thể đang đóng và đang đặt tại Mỹ, thì họ hoàn toàn có thể tịch thu. Và khi mà Bộ Tài chính Mỹ đối phó với cái tình huống kinh tế khẩn cấp trong cái luật của Mỹ thì có thể tịch thu số vàng này, và ước tính có khoảng 3.000 tấn vàng gần các cái cảng hàng không và một số địa phương lưu trữ vàng lớn khác, gồm các cái hầm vàng của HSBC tại phố 39 và tại cái đường đại lộ thứ 5 ở thành phố New York. Thì có thể nước Mỹ tịch thu tất cả cái số vàng này, chuyển cho thành quyền sở hữu của chính phủ Mỹ và đưa cho những người chủ cũ của một cái giấy. Tức là họ tịch thu ở đây không phải là tịch thu kiểu là tịch thu trắng, mà họ hoàn toàn có thể nhận giữ và tịch thu theo kiểu là không trả cho cái chủ sở hữu, nhưng họ đưa cho cái chủ sở hữu một cái biên nhận và nói rằng họ có được sự đảm bảo bằng vàng dựa trên đồng thuận tương lai và các quy định mới theo thông lệ tiền tệ quốc tế được Mỹ khởi tạo. Cái này đã từng được xảy ra, mặc dù hoàn toàn có thể dễ dàng tịch thu xung công vàng nước ngoài gửi tại Cục Dự trữ Liên bang và các hầm vàng khác, nhưng khó khăn hơn để tịch thu vàng của các cá nhân. Và vào năm 1933, khi Cục Dự trữ Liên bang FDA tịch thu số vàng của người dân Mỹ, thì người dân Mỹ có một niềm tin lớn vào chính phủ và tin rằng vị tổng thống của họ biết phải làm gì, làm điều gì là tốt nhất cho lợi ích của nước Mỹ. Nhiều người Mỹ cảm thấy rằng nếu tổng thống bảo họ đưa vàng, họ sẽ đưa ngay. Và ngày nay thì suy nghĩ trên thì có phần thay đổi, nhưng lại có một cái suy nghĩ khác, tức là họ không có nhu cầu muốn lưu giữ vàng nữa và muốn cầm giữ vàng nữa. Người dân là dần dần là thiếu cái niềm tin vào vàng và cho rằng là vàng thì về cơ bản nó dễ bị chính phủ điều khiển và dễ bị chính phủ tịch thu, nên cũng từ cái câu chuyện đó mà cái đồng đô la ngày càng có cái uy tín, ngày càng có những cái nó gọi là những cái mặt tích cực hơn, vì sức ảnh hưởng của đồng đô la trên toàn cầu càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây thì Thắng nói một cái câu chuyện khác trong cái buổi cà phê buổi sáng, thì anh chị và các bạn sẽ thấy rõ nét hơn những cái câu chuyện mà liên quan đến cái chu kỳ vận hành của nền kinh tế, chu kỳ tăng trưởng thăng hoa của một nền kinh tế cũng như chu kỳ của một con người. Thì chúng ta nên nhớ một điều rằng là con người ấy, thì thông thường thì chúng ta có một cái tuổi thọ trung bình, Thắng lấy ví dụ là 100 năm đi, thì nền kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào đó nó cũng có một cái tuổi thọ đâu đó khoảng tầm 100 năm, và nó có khoảng 30 năm đầu tiên, đó là 30 năm gọi là hình thành và phát triển, 40 năm là phát triển tăng trưởng vượt bậc, và 30 năm là đi vào cái giai đoạn gọi là thoái trào. Thì chúng ta nếu như chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện là nền kinh tế Mỹ từ năm 1930 tới năm bao nhiêu anh chị bạn? Từ năm 1930 tới nay là năm 2020 thì chúng ta đã trải qua 90 năm. Như vậy là nền kinh tế Mỹ nó đã trải qua 90 năm phát triển tăng trưởng, và giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất, phát triển mạnh nhất, hưng thịnh nhất của nền kinh tế Mỹ đã đi qua. Tức là bắt đầu kể từ năm 2000 là bắt đầu nền kinh tế Mỹ đi vào cái câu chuyện gọi là bắt đầu qua câu chuyện thoái trào, tức là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hẳn lại, và cái sức mạnh kinh tế của Mỹ, chính trị của Mỹ cũng gặp rất nhiều những cái vấn đề khó khăn. Thì câu chuyện này nó hoàn toàn tương tự với nền kinh tế châu Âu trong những cái giai đoạn năm 1980, năm 1990 là những cái giai đoạn mà kinh tế châu Âu hưng thịnh và bắt đầu chuyển dịch dần sang cái gọi là bị ảnh hưởng của các cái cuộc khủng hoảng năm 1970, năm 1980, năm 1990. Thì giai đoạn đó thì kinh tế châu Âu càng ngày càng quyệt quệ, và các cái gọi nó gọi là cái sự thịnh vượng từ đông sang tây nó dịch chuyển từ kinh tế châu Âu mà sang Mỹ. Và ngày nay thì chúng ta đang thấy những cái câu chuyện tương tự như vậy, nó đang có dấu hiệu của câu chuyện dịch chuyển từ Mỹ sang Á, tức là từ châu Mỹ sang châu Á. Và nền kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế Ấn Độ là những nền kinh tế mà chúng ta nếu xét một cách toàn diện thì rõ ràng nó chỉ mới bắt đầu. Cái sự bắt đầu đó nó tạo nên các cái nền tảng để tăng trưởng mạnh hơn, để phát triển mạnh hơn, và
và nhiều thứ trong số đó thì nó giống như cái câu chuyện của cái dự báo của bà tiên tri mù, tức là kinh tế chuyển từ gọi là từ Tây sang Đông, kinh tế thịnh vượng của nền kinh tế toàn cầu chuyển từ Tây sang Đông. Mà khi nó chuyển từ Tây sang Đông như vậy thì rõ ràng chúng ta lật lại lịch sử, chúng ta mới thấy rằng là bắt đầu từ cuộc khủng hoảng công nghệ .com năm 2000 và đến nay là 20 năm kinh tế Mỹ thì gặp rất nhiều vấn đề. Cơ bản là gặp vấn đề, nó không có những cái thứ gọi là thăng hoa theo cái kiểu đúng giá trị tăng trưởng của nó, mà chủ yếu là toàn là những cái trò gọi là trò thổi bong bóng, những cái trò kiểu như là làm mọi cách, làm mọi cái giải pháp để nền kinh tế gọi là cầm hà hơi thổi ngạt cho nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ như khủng hoảng kinh tế công nghệ .com năm 2000 chẳng hạn, thì rất là nhiều các cái công ty công nghệ đã được thổi bong bóng căng đét và nổ trong cái giai đoạn đầu, nhưng vì cái sự hiểu biết của các nhà hoạch định kinh tế chính của Mỹ cùng với những cái giải pháp mà hỗ trợ kinh tế một cách triệt để thì nó làm giảm thiểu cái thiệt hại của cuộc khủng hoảng công nghệ bong bóng .com năm 2000. Nhưng nó ngay lập tức những cái trục trặc của nền kinh tế, những cái hệ lụy của cái câu chuyện gọi là bơm tiền vào nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm 2000, cuối năm 1999 đầu 2000, thì nó dẫn đến câu chuyện khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2006-2007. Câu chuyện khủng hoảng nhà đất Mỹ, người ta bảo là nó do những cái hệ lụy của câu chuyện trước đó, nhưng nói đúng hơn là câu chuyện nó là tiền rẻ được bơm ra quá nhiều. Và nếu như người nào đó mà chịu khó nghiên cứu chuyên sâu hơn về các vấn đề về chính sách hoạch định chính sách kinh tế Mỹ thì chúng ta nên nhớ rằng hàng trăm năm trước, cung tiền của nền kinh tế Mỹ, tốc độ tăng trưởng cung tiền của nền kinh tế Mỹ rất là chậm. Nó nằm ở dưới khoảng 17% tốc độ cung tiền vào nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2000 đến nay thì tốc độ cung tiền của nền kinh tế Mỹ đã tăng lên tới 25-28%. Và chúng ta thấy được rằng là trong cả một cái giai đoạn dài hàng trăm năm thì số lượng tiền của M1 ấy, cung tiền gọi là gốc của nền kinh tế Mỹ ấy, đã tăng chậm. Sau cái đoạn chỉ 20 năm gần đây thì cái tốc độ cung tiền quá lớn, cái cung tiền vào nền kinh tế lớn và in tiền bằng hai cái gói giải pháp, đặc biệt là cái gói giải pháp gần đây thì nó gần như là bơm tiền vô hạn. Gói giải pháp năm 2006-07 thì là QE1, QE2, QE3 và QE3+ hay được gọi là QE4. Và trước đó thì là khủng hoảng công nghệ .com cũng cái câu chuyện tương tự. Và chúng ta đang thấy được rằng là tại cái cuộc khủng hoảng hiện nay nó được coi là một cái cuộc khủng hoảng kép, theo cái ý nghĩa của nó là đang sự đan xen giữa dịch bệnh thiên tai và cái sự gọi là yếu kém của nền kinh tế trong cái giai đoạn thương chiến Mỹ Trung. Thì nếu người nào tính đòn một chút thì sẽ nhìn thấy được cái câu chuyện đó là nền kinh tế Mỹ, kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Mỹ nói riêng thì nó đã gặp cái cơn bão bệnh kể từ lúc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump lên và khơi chiến cái cuộc chiến Trung Mỹ từ cái giai đoạn đầu. Thì vì cái câu chuyện mà cái cuộc khơi chiến Trung Mỹ như vậy thì nó dễ dàng dẫn đến câu chuyện là kinh tế của cả hai bên đều bị ảnh hưởng, và khi bị ảnh hưởng lại gặp với cái gọi là cái bão bệnh của dịch bệnh COVID-19 vào đầu năm 2020 thì nó nhấn chìm toàn bộ các cái sự cố gắng của cái sự bơm tiền trước đó. Và sau khi mà bị dịch bệnh thì người ta đổ lỗi cho dịch bệnh, người ta lấy cớ là Covid, người ta lấy cớ là Covid để người ta bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Và chúng ta thấy trên toàn cầu các ngân hàng gọi là đua nhau để bơm tiền vào, và nền kinh tế Mỹ thì không chỉ bơm tiền trực tiếp bằng chính sách vĩ mô, chính sách tài khoá, mà họ còn bơm tiền bằng cái giải pháp đó là tiền máy bay. Tiền máy bay là một trong những cái loại tiền, tức là in ra và cho người dân không cần làm gì cả, ở nhà cũng có tiền, cứ một tuần kiếm được mấy trăm đô, mấy ngàn đô đấy. Thì gần đây đã có đến 3 cái cuộc hỗ trợ tiền theo cái cách như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là không làm mà lại muốn có tiền, đúng không anh chị? Các bạn không chịu làm, không chịu đi ra đồng, không chịu đi làm việc mà lại có tiền để tiêu, thì về lâu dài hệ lụy của câu chuyện này nó sẽ rất lớn. Và những cái chứng minh cho chúng ta thấy được 2000-2007 nó đều gây ra những cái việc đó là có thể sẽ chậm lại cái tốc độ gọi là ảnh hưởng của sự di chuyển từ gọi là từ Tây sang Đông thôi. Chứ còn sớm hay muộn thì nó cũng sẽ diễn ra thôi. Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ tác động thôi. Và lịch sử cho thấy rằng là bước vào những cái năm gọi là 90 năm sau khi mà nền kinh tế Mỹ bắt đầu từ một cái con số 0 là khủng hoảng 1930-1933 thì chúng ta nhìn thấy rõ hơn cái tác động của cái chu kỳ 100 năm. Hay là thông thường thì chúng ta thấy là cái chu kỳ kinh tế của một cái quốc gia thịnh vượng thì nó nằm ở khoảng đầu 93-95 năm, đúng không ạ? 93-95 năm, mà hôm nay đến năm 2000 rồi thì như vậy là chúng ta đã thấy là trọn vẹn câu chuyện 90 năm.
bắt đầu đến khi câu chuyện mà bước vào cái giai đoạn 70 năm, năm 2000 ấy Nhật Bản, thì 70 năm là bắt đầu là nền kinh tế thịnh vượng của một quốc gia đã bị ảnh hưởng và hệ lụy. Người ta nói rằng là Mỹ sẽ quyết tâm không cho Trung Quốc vượt lên. Tôi thì lại nghĩ khác một chút. Câu chuyện trước đây, câu chuyện của nước Mỹ trước đây mà khi đấu với lại người Nhật, tức là khi Nhật Bản có GDP bằng 75% GDP của Mỹ, thì tại thời điểm đó Mỹ đã dùng rất nhiều các biện pháp để đẩy kinh tế Nhật vào một cái giai đoạn đó là 20 năm tồi tệ của nền kinh tế Mỹ, kinh tế Nhật, tức là gọi là suy thoái sâu. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng người Nhật chịu sự ảnh hưởng và cái sự phụ thuộc, lệ thuộc vào Mỹ rất là nhiều, kể cả về quân sự và kinh tế. Đặc biệt là quân sự, sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì người Mỹ đã có một cái hợp gọi là một cái cam kết với người Nhật, đó là bảo đảm về an ninh, không cho Nhật là gọi là quay lại cái câu chuyện đó là gọi là xây dựng cái bộ quốc phòng cũng như là phát triển hệ thống quân sự. Thì khi mà kinh tế có vấn đề hoặc là những cái vấn đề mà kinh tế Nhật phát triển mạnh lên á, thì gặp phải các cái đòn đánh của Mỹ á, thì bị ảnh hưởng, và diện tích của Nhật cũng như là những cái tài nguyên của Nhật á, nó khác hoàn toàn so với Trung Quốc ngày nay. Mà Trung Quốc ngày nay thì 75% GDP của Mỹ, cũng là cái giai đoạn mà người Mỹ canh nhất là chuẩn luôn, tức là từ cái tốc độ tăng trưởng từ 13-14% trước đó, từ năm 1995 đến năm 2000 của Trung Quốc rất là mạnh, thì canh đúng vào năm thứ 5 mà gọi là tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm sút, thì người Mỹ, thực ra thì chẳng phải Tổng thống Mỹ mà ai là thay ông Donald Trump thì cũng đều làm như vậy, và họ quyết là đánh bằng được Trung Quốc để Trung Quốc sập, tức là kiểu như là gây tác động. Nhưng họ quên rằng là nền Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc khác hoàn toàn với Nhật, tức là họ hoàn toàn gọi là bế quan, tỏa cán, đóng cửa, phong thành, thì họ vẫn phát triển tốt, họ vẫn sống tốt. Lý do là bởi vì dân số của họ quá đông, 1,4 tỷ dân, diện tích của họ quá rộng và khác biệt hoàn toàn so với người Nhật. Và trước đó thì họ đã có cái kế hoạch hàng vài chục năm trong cái câu chuyện là cấm Google này, cấm YouTube này, cấm Facebook này, cấm hết tất cả các lĩnh vực công nghệ vào Trung Quốc, và họ thiết lập riêng một cái hàng rào riêng của họ, là thành lập các cái trang web, các mạng, rồi các vấn đề khác của Trung Quốc khác biệt hoàn toàn, không giống như Nhật. Nên cái việc mà giai đoạn mà gọi là tương tác lên nền kinh tế Nhật là giai đoạn đang hùng mạnh của kinh tế Mỹ. Nhưng mà bây giờ 2000 kinh tế Mỹ cũng chẳng mạnh mẽ gì đâu. Về cơ bản thì nhiều thứ trong cái nền kinh tế Mỹ hiện nay đều là con bánh vẽ. Bánh vẽ, tại sao tôi nói là con bánh vẽ? Chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta nếu mà đúng vào về mặt bản chất, hãy nhìn lại ví dụ như cả như là Tesla, cả như là Amazon, Apple hay là Google, hay là rất là nhiều các cái công ty trong lĩnh vực công nghệ hiện nay đã chiếm tới 35% GDP của Mỹ. Mà là toàn những cái công ty tập nhí, ví dụ như Tesla 15 năm không có lời. Họ vẽ ra những cái thứ, có thể anh chị và các bạn, có thể nhiều người ưa chuộng Elon Musk, hoặc là có người, nhiều người cảm thấy là rất là tự hào về Tesla. Nhưng đứng ở việc khía cạnh là người làm lĩnh vực tài chính, chúng ta thấy rằng là Tesla 10-15 năm giới đầu tư vào Tesla không có một miếng lợi nhuận nào cả. Gần như là 14 năm, chỉ mỗi đến năm 2020 thì Tesla mới bắt đầu có những cái con số lợi nhuận đầu tiên. Như vậy là đã phải hy sinh rất là nhiều, 14 năm, và không phải nhà đầu tư nào cũng có thể đầu tư đến tận 15 năm để có thể hướng lợi ích ở Tesla. Và cái con số lợi nhuận của Tesla so với những gì Tesla đã làm thì nó quá ít luôn, vài trăm triệu đô, nó thực sự rất ít. Quay lại Amazon cũng vậy, Apple cũng vậy, Google cũng vậy, và rất nhiều các công ty công nghệ của Mỹ hiện nay nó gần giống như là một gọi là cái bánh vẽ, chứ nó cũng không thực sự là đúng theo cái bản chất phân tích liên quan đến các cái vấn đề là lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp. Tesla thì vẽ ra những câu chuyện nào là bay lên mặt trăng, rồi kiểu như là lên sao hỏa, kiểu thế. Và những thứ đấy ấy, thì người làm trong lĩnh vực đầu tư chỉ có một cái thứ duy nhất có thể, đó là gọi là ảo tưởng về cái câu chuyện là kỳ vọng vào tương lai một cách mơ hồ, và chả có ai có thể lên mặt trăng để đi test những câu chuyện đó, hoặc là bắn lên trên hệ khí quyển đâu đó, việc mà theo cái ý tưởng của anh Elon Musk là sẽ bắn phủ dày đặc kín cái không gian mạng và bán cái giá mạng bèo cho toàn thế giới. Câu chuyện đấy có diễn ra hay không thì nó cũng phải đi từ 10 đến 20 năm, thậm chí hàng vài chục năm sau thì chưa chắc nó đã diễn ra. Nhưng câu chuyện đó nó chỉ tác động vào tâm lý hành vi của các nhà đầu tư trên thế giới, kỳ vọng vào một cái tương lai sáng lạng, và họ tiếp tục đổ tiền vào Tesla. Và câu chuyện Tesla đã đưa Elon Musk hiện nay là người giàu thứ 3 trên thế giới, vượt qua những các cái tỷ phú gọi là cần mẫn lao động trong suốt cả hàng trăm năm qua, chỉ bằng cái câu chuyện đó là những ý tưởng gọi là táo bạo và đưa ra những cái kịch bản. Thì rõ ràng từ đó chúng ta thấy được rằng là cái câu chuyện đầu tư không chỉ là câu chuyện giá trị thực, mà câu chuyện đầu tư nó còn liên quan đến tâm lý hành vi, liên quan đến những cái vấn đề về kỳ vọng tương lai.
những cái sự kỳ vọng tương lai đó nó dẫn đến một cái kịch bản, nó dẫn đến một cái câu chuyện, đó là người ta đổ tiền vào cái nơi mà họ nghĩ rằng, mong rằng tương lai nó tích cực. Còn tương lai nó có tích cực hay không thì chỉ có trời mới biết thôi, chỉ chả có ai có thể đi test được. Cái gì càng khó hiểu thì người ta càng kỳ vọng, nhưng mà người ta chả biết nó là cái mẹ gì. Đúng, thật là thế. Tôi có kinh nghiệm thực tế để nói anh chị và bạn sẽ hiểu. Ví dụ như trên thị trường chứng khoán chẳng hạn, khi muốn kéo một cái cổ phiếu nào đó lên giá thật nhiều thì tốt nhất là tìm những cái công ty, những cái doanh nghiệp mà người ta chả có thể test được. Tôi lấy ví dụ như là lĩnh vực dầu khí chẳng hạn, lĩnh vực khoan dầu khí chẳng hạn. Bây giờ cứ nói về một dự án này, dự án kia, khoan dầu khí ngoài biển, có Thiên Lôi mới ra ngoài biển mà đi test được là xem là có đúng là có dự án đó không, có thực tế có dự án đó không, có đem lại lợi nhuận hay không. Đó là câu chuyện của PVD ngày xưa mà bọn tôi hay tham gia đầu tư trong cái lĩnh vực gọi là dầu khí. Hoặc là vài cái công ty liên quan đến lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chứng khoán là những công ty mà dễ cầu kéo nhất, dễ dàng kéo nhất. Với doanh thu và lợi nhuận họ có thể xào xáo chuyển dịch từ quý này sang quý khác rất là dễ dàng. Là một câu chuyện gọi là dễ tạo ra những cái kỳ vọng, đặc biệt là những cái kỳ vọng về tương lai sáng lạng. Đó là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ trong buổi mới chia sẻ hôm nay. Thì nhân tiện là cái buổi chia sẻ nó cũng khá là dài và nói rất là nhiều thứ, rất là nhiều những vấn đề trong cái cuốn sách mà tôi đang đọc đây thì nó nói rất là nhiều chuyên sâu về câu chuyện của vàng. Thì rõ ràng nó có một cái tiềm ẩn, cái nguy cơ của câu chuyện đó là tịch thu theo cái phương pháp là yêu cầu phải bán. Nhưng có một điều chúng ta nên nhớ rằng là năm 1933 nó khác hoàn toàn so với năm 2020, và câu chuyện đưa ra một cái luật theo cái kiểu là tịch thu hoặc là theo cái kiểu mà xung công hay theo cái kiểu là đánh thuế cao vào cái lĩnh vực này thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chính phủ của các quốc gia trên thế giới cũng cân nhắc rất kỹ trong câu chuyện này, nó sẽ dễ dẫn đến những cái vấn đề hệ lụy liên quan đến việc phản đối của người dân, đặc biệt những cái người dân của các quốc gia ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và những nước Đông Nam Á, những nước có vẻ là rất là ưa chuộng đối với vàng, thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Phần lớn anh chị em và các bạn ai cũng có trong tay một chút vàng, ít nhất là một cái nhẫn vàng của cái lúc mà cưới vợ gái chồng, nhiều hơn thì có thể là vàng tích trữ và rất nhiều vấn đề khác. Cái cuộc chiến giữa tiền mặt và vàng nó là một cuộc chiến còn dài lắm, cuộc chiến giữa câu chuyện gọi là cái tỷ lệ quy đổi giữa tiền và vàng, cái tỷ lệ quy đổi giữa đô la và vàng, tỷ lệ quy đổi giữa Việt Nam đồng và vàng, tỷ lệ quy đổi giữa các cái tiền tệ khác trên thế giới và vàng, nó là một cái câu chuyện để thể hiện thấy câu chuyện đó là giá trị của đồng tiền thực sự có giữ được hay không, hay là giá trị của vàng mới là một hằng số cố định, hay là câu chuyện là tiền tệ càng ngày càng mất giá. Và cái câu chuyện mất giá này thì nhiều người phải hiểu, nhiều người vẫn cho rằng là lạm phát không phải là từ lượng cung tiền, nhưng mà anh chị phải hiểu là tất nhiên lạm phát nó có ảnh hưởng từ cái câu chuyện đó là do hàng hóa khan hiếm và nhu cầu tăng cao. Nhưng mà trong cái điều kiện kinh tế hiện nay cũng như công nghệ phát triển hiện nay thì hàng hóa, thậm chí là các cái hàng hóa cả về nông nghiệp và chăn nuôi nó cũng tăng trưởng và phát triển rất là nhanh. Một người có thể nuôi được một trang trại lợn 300 con, một người có thể làm việc trên cánh đồng có thể nuôi được cả làng. Thì anh chị các bạn nên nhớ rằng là cái sản phẩm nông nghiệp nó không thiếu, các cái sản phẩm khác trong cái thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các nhà máy, một dây chuyền hiện đại không cần người, chỉ cần một vài người, tức là chỉ cần một cái người ấn nút thôi, nó cũng có thể sản xuất ra hàng hà sa số hàng hóa. Thì chúng ta bước vào giai đoạn hàng hóa dư thừa, thì hàng hóa mà dư thừa thì nó chỉ có sự giảm giá, tức là suy thoái kinh tế, chứ không có cái câu chuyện lạm phát ở đây. Nhưng vậy tại sao giá tiền vẫn mất giá? Thì chúng ta phải nên nhớ lưu tâm đến câu chuyện đó là phương tiện thanh toán, tức là cái lượng cung tiền ra để quy đổi hàng hóa thì lượng cung tiền tốc độ quá nhanh. Đó là những thứ mà chúng tôi muốn nói trao đổi và chia sẻ với anh chị các bạn. Cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay để ngồi nghe trao đổi và chia sẻ. Thời gian của chúng ta cũng đã hơn 30 phút rồi. Thì hy vọng là những thứ, những thông tin chúng tôi cung cấp và đánh giá nhận định của kinh tế và cuộc sống đem lại những hữu ích cho anh chị và các bạn. Đừng quên là để lại cảm nhận của anh chị và các bạn, bình luận cũng như là tương tác với video của chúng ta tại phần bình luận ở phía dưới để chúng ta có thêm những góc nhìn khác hợp lý hơn, tốt hơn và tích cực hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Anh chị và các bạn nên nhớ là có một cái vòng tròn ở góc của video có chữ kinh tế và cuộc sống. Anh chị và bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào đó để đăng ký kênh cùng với chúng ta sẽ đồng hành trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.